Không biết bây giờ có còn bạn nào dùng cái vòi nước để đi tưới rau, tưới cây như thế này không? Đó, phải tay dùng bầy bóp cái này. Đó, phải bóp cái này. Thì nó sẽ không ưng ý được. Thứ hai là nước nó ra to, nó là ảnh hưởng những cái cây nhỏ nha. Cây nhỏ thế này. Thì bây giờ mình đừng có làm cái này các bạn nha. Chỉ có mấy chục ngàn thôi, các bạn sẽ mua cái vòi này này. Đây, vòi này là vòi tưới rau chuyên dụng luôn các bạn nha. Trên này mình ráp vào rất là dễ luôn. Và nó thích hợp với cái ống 21 nha. Ống phi 21, bây giờ mình sẽ gắn bạn xem này. Đó, rất là dễ nha. Đây, các bạn sẽ mở này ra để mình kẹp này lại đi. Đây, các bạn mở này ra nha, mở này ra, ok chưa? Cái phần này nó còn thêm một cái khóa ở đây, thành ra mình rất là tiện lợi để tháo ra gắn vào khóa nước. Đây có một cái nút chốt này, đó mình sẽ kết nối để làm được nhiều việc khác nha. Rồi mình sẽ chốt vào đây đi. Cái vòi này, bạn sẽ cho này vào đây nha, ráp rất đơn giản thôi, cho này vào đây, ok chưa? Rồi xỏ vào đây. Cái này nó có những cái ngàm này để nó giữ lại cái vòi cho nó chắc và nó không bị chảy nước ra các bạn nha. Không bị rò rỉ nước nha. Rồi đây, vặn lại. Rồi các bạn sẽ cùng xem cái nước nó ra như thế nào nha. Rồi, mở vòi này. Rồi, nước nó bắn ra đẹp chưa? Tia nước rất là nhỏ, rất là mịn nha. Rất là nhỏ, rất là mịn luôn. Ok chưa? Còn nếu mình không cần để, không cần khóa tưới nữa thì mình vặn đây lại. Ok chưa? Còn những cái vòi bình thường kia mình phải cầm chạy về, nó cực, nó vất vả hơn nha. Và hơn nữa cái nước nó to, nó làm ảnh hưởng cây to. Cái nhỏ như thế này nó không ảnh hưởng. Bây giờ các bạn sẽ xem mình tưới nước này. Rồi, các bạn tưới những cây nhỏ này. Đó, tưới nhỏ như thế này là quá đẹp luôn nha. Mình sẽ dùng để tưới rau, tưới lan, thoải mái luôn. Đó, những cái nhỏ như thế này phải dùng cái vòi nhỏ như thế này để tưới thôi. Nó sẽ ok, nó sẽ đẹp hơn các bạn nha. Đó, còn mà dùng tưới như lúc này á, cái doxy nó ảnh hưởng cái cây rất là nhiều. Đó, một cái vòi này chỉ có mấy chục nghìn thôi. Rồi các bạn sẽ xem này, mình mở cái này ra nha. Đây, nước như thế này thôi. Nước chỉ như thế này nhưng mà đi vào cái vòi kia nó sẽ đẹp lại. Ok chưa? Đó, và mình khóa lại các bạn xem nha. Thấy chưa? Không có rỉ luôn nha. Còn mình mở vòi ra. Thoải mái, rất đẹp. Hạt nước rất mịn, các bạn sẽ xem hạt nước này. Xem hạt nước nó mịn chưa? Đó, li ti li ti li ti. Rất là nhỏ nha. Rồi, khi mà trường hợp nó bị nghẹt này kia thì các bạn có thể mở đây ra. Mở đây ra này. Đó, phía trên này là nó có cái tấm đục lửa lỗ nhỏ này bằng inox, thấy chưa? Bên trong này. Đó, nếu như có cặn bẩn nó dính đây mình sẽ tháo ra vệ sinh nó dễ dàng ha. Rồi, ráp vô lại. Đơn giản chưa? Quá đơn giản luôn. Đó, bỏ đây. Vắn vô lại. Nếu như có bị nghẹt này kia thì mình làm kiểu này thôi, đơn giản ha. Và cuối cùng nó sạch sẽ. Đó, ok nha. Rồi, các bạn muốn mua cái vòi xịt này á, vòi tưới rau chuyên dùng này thì bấm vào link phần bình luận và mô tả để đặt hàng trên TikTok nha các bạn nha. Rồi, chào các bạn.